Hello các bạn nha. Thì hôm nay là mình sẽ cho một cái trò cú lừa. Tại vì hôm nay là mà các bạn biết sao không? Là mình biết được một cái thông tin bên đạo Thiên Chúa là ngày hôm nay mình nghe Trung Bèm như lại là anh Quốc nói là cái ngày hôm nay là ngày như là Chúa chết gì vậy. Nói chung là cơ bản là không có được ăn uống gì hết nha các bạn. Nên hôm nay mình sẽ làm một clip là để coi thử là cái đức tin của hai thằng đó nó tới đâu nha các bạn đón chờ nha. Mấy thằng đó tới nè. Sao? Vậy là hôm nay á là em định làm một em làm thật đâu. Sao cứ nói cái mở không vậy? Nãy giờ mấy anh đi ngang qua thấy cái con đường này đẹp không? Hôm nay là anh em mình làm clip là mình sẽ giới thiệu cho fan của mình là biết Bình Định mình bán đồ ăn ngon. Anh hiểu không? Ở trên con đường này nè. Tự nhiên làm ẩm thực đâu phải đi review bán đồ ăn ngon. Cái video này được ngày mai làm. Tại vì bữa nay tao với Quốc chay đang chay. Thì mình thám thính đâu. Có nghĩa là mình đang tự nhiên. Ấy là mà anh Quốc, nhưng mà ấy là vậy nè, ấy là em á, là em nghĩ là mình phải thám thính trước coi thử quán xá nào ngon mình chứ đụng vô. Chứ tự nhiên làm ẩm thực mà thám thính quán xá là sao mày? Chưa nhau. Mày để gì mua đồ ẩm thực dương dư sao mày vô? Thì dư được 140. Quên kêu anh chay. Quên. Ê anh Quốc, ấy là nhưng mà còn ê tôi hỏi hai ông nè. Tôi hỏi hai ông. Trời ơi mất cái che hả? Cùng quá con nữa. Tôi hỏi hai ông này bên đạo là người ta ăn chay là không ăn uống hả đúng không? Nhưng mà được lấy không? Sao thành mất dạy với mày hỏi mất dạy à? Ông cứ tận người ta không hiểu về đạo mình. Mình không cách được. Em giỡn nha mày. Ê, nhưng cho tao này đều giống Phật được chứ mà đâu kỳ vậy. Sao cái thằng này sao nó mệt quá. Anh đừng có tỏ ra tức tối là đỡ cho người khác được cái vui lòng. Anh hiểu không? Ăn chay ba ngày vậy cái xúc miệng không? Chứ cấm xúc miệng luôn chứ lại không cho mà. Điền chứ mày. Quay đi gì hả mẹ? Đi gì hả đi? Mày không có yếu gì giờ đạo đừng nói. Vậy là đạo mình giữ. Tụi nó là không có đạo với mình. Quá chuẩn luôn. Vậy là không ăn uống gì hết đây. Bây giờ nhà này ăn chè cái mà thúi. Tháo cho trường bán mày. Chè chi là bán mày tôi gọi. Đâu. Bây giờ còn dư nhiêu nói mẹ đây. Trăm tư thì đưa đây. Em đặt đồ đâu? Đặt đồ đến ngày mai anh. Lên phụ ơi, đây. Lên phụ gì? Vậy thôi bây giờ nha. Cái quán kia đó là bữa giờ em đi với vợ em là em ăn mấy quán rồi. Sao em thấy quán này được. Làm ẩm thực mà cứ review quán cho nè. Ông chào các bạn cho. Mày im, tôi chào các bạn. Mày im cái tôi hút cái mũ bảo hiểm vô đầu mày là mấy bạn? Là cái đầu mày nó mốt hơn cái bụng mày á. Tối nay em đi em dắt đi không được. Mày đừng có nói bạn bè mày. Người tu tâm dương tính mà sao? Con tu mà sao quỷ nó ám con hoài vậy? Chúng tao là những người đạo. Nhưng mà mở thuốc quá chịu nó thích thiệt. Em rìu nó có. Cái gì đâu hiểu không tôi? Chúng tao là những người đạo. Nhưng mà mở thuốc quá chịu nó thích thiệt. Em rìu nó có. Cái gì đâu hiểu không tôi? Anh Quốc. Vậy giờ có con máy nào thiệt ngon anh cũng không lấy được anh Quốc. Mà đừng có nói mấy chuyện đó, cái tâm tao không có nghĩ về chuyện đó. Nó xe hoa đối với tụi tao lắm. Vậy là quyết tin đúng không? Phải lòng tin với dựng vàng đúng không? Tao có coi cái phim mà tao không bao giờ tao tin mấy chuyện đó, tâm tao dựng, hiểu không? Mà sao trên cọng râu ông nó có một cái cọng râu gì mà trắng trắng vậy? Sao cái râu bạc ra đi không coi đi. Em sợ luôn chứ mày. Ấy là em giật thử. Không cạo yêu thích nhô yêu đâu điếc vậy. Không nhưng mà đi em coi. Vậy tao rìu tao mà xuống coi quán tôi được không? Chứ mấy này cứ nói vòng đủ làm mình phải chuẩn bị trước chứ. Giờ đâu? Thì giờ đi. Ủa chứ bên kia sao mấy con nào tắm cầu trần vậy không? Tao khuyên báo nó đừng có tắm giữa đường cái xe muốn rồi. Đường gì nói con kia tắm tiền. Sao mày ngoài sao tao đi dưới vậy? Quay hai. Tao nói mày ăn nấm với mày người gái nữa vô. Tao nói mày tối nay được. Ủa mày mới ông đạo với ông kép tay không? Ngài tha thứ cho con. Ngày nào thì những con người đó nó không hiểu chuyện gì nó đang nó nói. Nó hiểu cái đạo mình nó ủa, tốt kêu quá cái kìa hai má chứ kìa. Mày đừng có giấy nữa được không? Mày đợi cái tâm này nó tịnh được không? Đừng. Không nhưng mà em hỏi thiệt hả? Nói với em đừng. Ấy là cái ngày hôm nay ăn chay nhưng mà ăn chay thôi chứ đâu là lấy vẫn được đúng không? Vẫn được nhưng mà tụi tao sẽ nghiện là không làm điều đó trong cuộc đời. Thì tôi nói cái clip mà đi giống Phật á, anh hứa cái vậy cho anh làm chiều. Tối nay em bỏ tiền cho anh đi. Giống Phật vậy mày. Mai ơi. Mai chay. Tao nói tao mày đi kìa. Tao nói tao mày đi. Mai mình giống Phật. Tao đi. Đây thì hôm thì nay ăn chay động mày rủ. Nay ăn chay làm ấm tao quắt trúng tiết canh. Tao hay ông ở đây tụi dương điều. Không biết. Đi điều. Trúng tiết canh. Tin. Không được tin. Mày đâu đi. Tao mày tao nói mày. Tao nghe nghe hôm nay là nó không ăn được cái gì hết. Tao biết. Đi quay lại mày. Ồ, quán đẹp không? Đẹp.
ăn chay người không rồi. Thì tới đây nữa mình ăn thử đâu, ông hiểu không? Để ngày mai mình biết đường mình review. Rằng tao với quắc thử gì mày? Thì uống nước thôi. Ta đừng em. Tao bây giờ đi lỡ mày đừng. Tao đi lỡ. Ủa? Tao đi lỡ. Tao đi đây. Bữa nay mày làm chứ không tốt cho anh em. Đâu đâu đâu. Ủa đây là món gì? Ốc len. Ốc len xào dừa ấy. Sao bữa nay sao mà lấy tiền rồi làm ẩm thực là tự nhiên mà vô quán review là sao? Thì em thử trước. Đó, thử gì? Nãy em đặt nhiều lên. Sao như vậy? Mày mới đặt mày. Bỏ đây gì ơi, ăn ở đây mà. Ừ. Chín gì vậy? Ăn đi. Đem đi đâu, đem đi. Bữa nay là tụi em ăn chay hả chị? Cái tâm tụi em nó rất dữ. Bà nói muốn chữ kìa. Sao bè muốn chữ mình? Sao bè lẻ kỳ với bè, mua bè đẻ bè đồ chữ bè. Thằng con em. Mày không đưa tiền bé sao mày? Đưa rồi để sao không đưa? Đưa tiền sao rồi đâu chữ. Tao nãy rồi nhịn nha, tao đi tu chứ nãy không có mệt tao. Mày đi qua kia rồi đó cho người ta làm. Bữa nay tôi tâm tôi tịnh á. Lại bàn làm gì? Ừ, lại bàn làm. Nó mua gì rồi đẻ giờ lại bàn ngầu lại sao mày? Lại bàn. Thì lại bàn ngầu. Chị bán 40 đồng. Chị bán 22 thằng đâu? Ai chọc không? Mình không ai người cho ngu như vậy. Tiêu tám đồng lại đủ giàu. Đưa đi chơi người sao đi nha mày. Rồi lấy đây. Đầu là lái lại có được. Nó đưa tiền đầu ấy. Nó đưa nhiêu? Mới là cái đây là một cái đầu lái này. Sao vô bưng nó? Ê đâu mẹ được chiều bây giờ nữa đó. Dạ tôi lấy bè luôn tôi bỏ. Ok. Bỏ tôi lại mày quét. Giờ tao đang kéo quay đây, hôm ngày hôm nay anh em mình review luôn. Vậy là còn được cái mấy ngàn vô đây ấy. Thì tao mua hết luôn đó. Ờ, tao cỡ bữa nay quen tập đây cũng được. Chứ hai ông vô với làm vậy? Ê, mày đang giỡn nữa Giỡn nữa. Tao còn táp chục nè, đưa tao với ông Quốc. Nói vậy nó còn 120 mua đồ hết mà. Cái đồ kè mà chia đường cho mày ngu đúng rồi. Mới tiện giờ đi review như em đi. Mày nói mày nó mua ẩm thực, nó mày nấu rồi sao bữa nay. Mua nó còn dư tiền này. Dư tiền rồi đỡ, tụi tao với mới gì tụi bay lấy. Mô Phật. Hiện tại là quán này là rất là ngon nha các bạn. Hiện tại anh em mình đang ở đường quán Trông đứng lên Trông. Trông không? Đường chuyên bán ẩm thực và bia nha mấy bạn. Nói chung cái món rất là đơn giản. Tôi coi tôi làm gì cậu. Đây đâu. Mời mấy bạn nha. Mày về trước đi mày đi tới. Ngon quá. Anh đi biết anh. Bao nhiêu đây hiếm á nha, đừng mua nữa. Ê, ăn chay. Này bên đạo đang chơi bè nghe. Mà thích phép chơi không? Thôi hai ông anh gì vậy? Mày chơi lẻ thì tao thì khốn nè. Hai ông anh gì vậy, đỡ ngày mai rồi làm. Mày làm vậy là... Bây giờ nè, đang còn 80 đưa tao với con Rìu. Cầm gì à? Gia đình. Tao dư. Đưa tao chứ sao? Ngon các bạn. Tao tôi với ông, tôi với ông. Đưa tao. Mày yêu không? Quán ngon, quán bán ngon. Quán cho, đưa kêu này chết mẹ không? Đâu? Này em kêu 4 căn này. Chế lại, đưa tao chế lại. Đi đâu vậy? Chế. Đi đâu vậy? Ê. Đưa tiền đâu? Anh nói cho hai tụi em nè. Ngon quá. Mình lớn mình sống mình cái tâm mình nó vững á. Là con cái mình sân này cuộc đời nó vững. Quỷ đâu vậy? Má, bà trừng rồi à. Ai trừ? Bà nói mơ mơ à, rồi tụi bay chế à. Quẹ nó ngon lên vậy. Tụi bạn làm rất là ngon nha bạn, thật sự là. Đúng rồi, đất à, xuống đất à. Hả? Tôi nghĩ là mấy cái đồ này là nó không có lẹ với các bạn, nhưng mà nó rất là lẹ với lại quốc bèm chứ trung bèm. Mẹ này vậy sao chịu đâu mày? Mẹ vô. Sao tụi bay ác dữ vậy? Quý đem gì cho anh em đi sao tụi bay ngồi ăn giờ bay? Không. Hả? Sao mấy? Đồng giống đi đều. Mày ta thánh mạng trước á. Tôi gì là tôi nói bác ấy. Là gì là tôi nói với ông Tám mày. Sống người sống tò mày nói không? Đây là cũng thích tương mấy bạn. Buồn không? Bây giờ anh đâu ai biết được anh đâu cũng tương tự đâu. Không, anh cũng ai biết đâu. Sao mày xúc phát tâm với thằng đây cho nó không hiếu gì vậy? Quá chuẩn luôn. Ngon lắm nha mọi người, rất ngon. Được mày ăn mày ngon mày chừng ngu dưới. Mày kêu cái tâm. Ngày nay bên mình cũng ăn chay cho ông mày rượu. Ngày nay 400 mà con ăn bình thường mà. Ăn rồi. Gói lại mày nên ăn. Cảm ơn. Tu che cái gì vậy? Ai giữ ăn là không cho rượu vậy. Ê con kêu mấy món nữa, còn mấy món em nữa. Được không? Giờ anh giờ nha, giờ em nói này nè, công bằng công đạo luôn. Anh tối chỗ đó cái gì mà bên anh không cấm á, anh tối anh kêu em trả tiền. Ngày nay tao không ăn uống không được. Không ăn uống.
mày đừng có che tớp như chó đi vậy mày. Thấy rồi anh mấy ngày qua. Mày tin tao lạc không? Ý mẹ anh chó mày sợ. Chào mày tin tao lạc không? Tao tin tin. Nhưng mà ngày hôm nay cũng ngày 14 gram mà em ăn mặn vẫn bình thường. Thì con chó nó tên Quốc chứ làm gì ông chữ nó. Chào Phú Quốc. Chị mới lên nha. Mày theo đằng nào? Mày phiền nào? Quên quên. Chào Phú Quốc mà. Ờ ăn gì nữa không tôi kêu 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 anh mẹ. Hết cặp cái thùng từ đầu hai tụi bay nha. Được rồi, nước uống ăn uống vậy chạy nước miếng kìa. Ôi trời nhiều. Gì ăn? Em nói anh Quốc nè, cái tâm anh nó mà dẫn. Cái tâm tao bây giờ mày biết tao thiệt mày gờ giờ nó chơi ngày ác quá. Đối với tôi à, đồ ăn mà thấy không? Đối với mày đồ ăn sao? Đồ ăn đói tao. Ngon. Quý mày. Ngon. Ông nói ra nó kêu ông kia ông cười tôi với ông kìa. Tôi ăn nó miếng nhiều. Quá ngon, tôi miếng nhiều quá quá ngon. Tao kêu bốn loại nước rồi ạ. Chuột nước này ngon lắm á. À, tụi bay uống nước được không? Không được. Nước lọc được, nước lọc thì được. Được rồi, thế thôi, nè anh em mình giờ dậy, anh em đừng uống bia tẩu anh em. Bắt đi. À, để kêu nước ép uống. Nước ép uống. Chứ mà mẹ mẹ. Anh chưa vậy mày. Để cho uống. Khốn nạn. Em quá. Tao đi tao tu, tâm tao muốn chữ rồi sao mày cứ làm cho tao chữ vậy. Cái gì mày? Tao đắp. Tao mơ mà cứu đâu. Cô mấy này. Trời lẹ mày. Cảm ơn mày luôn á. Tao hay không? Tao tu. Mày kêu thì mày món niềm nước này vậy? Không sao. Sao cái ở trong này nhá? Ông mẹ tao với ông với trong bạn cùng việc hết đi. Không ra tụi tiền này nè. Sao nó thơm nhỉ? Giống như thịt bò hay sao á? Thơm dễ mà. Thơm giống mày nói đúng rồi. Thơm lắm nha mọi người. Rất thơm nhỉ. Bò chè nước miếng gì mà cái gì? Không, bây giờ là hai cái cây này là tao nghĩ là tao với mày sẽ quấn lại bên trong bị nhựa đỡ tủ lạnh mai đó nha. Trời ơi, nhìn chó. Không thì nó giỡn. Không cầm mày cầm thử thì mai ăn cũng được. Ờ đi về ấy, mày đi về không thấy mấy canh đây là mày không bị kem vô. Ông đi về trước ơi, tôi đi về chợ ở đây ông ăn nghe. Sao về nó dữ quá. Thôi cho hai cà rốt, hai cà chua. Chờ chờ nhanh. Thôi không, đi. Kêu nước suối cho uống. Ta đâu có uống đâu đâu. Kêu cà rốt cà chua. Bọn hàng mày học uống không được. Bữa nay ta đâu có uống được đâu mà. Tao chữ mày, tao ở lại là đỡ. Tao kìm miếng lên mày á, tao sợ mày. Hai ông này tao phải công nhận một điều là ông đức tin ông lớn quá. Đúng. Cũng không ra được. Đi mà anh Quốc anh ông bi nào giờ ông. Quốc. Tao quốc cái quần quần kìa. Cái quần tao mua 700 mấy ngàn đó, cái kiểu ra nhà chết không phải à. 700 mày cái tâm tao như Quốc không? Mày giấy mày ai biết mày ngồi mày ăn gì mày nhìn tiền. Tao quần quần kìa. Mày vô đây mày làm mày phải chấp nhận con người mày nhưng mà. Tao mà tính tục lắm. Tao nói anh cho là thế nha Quốc. Cho mày xí ra quần ăn luôn. Tao bây giờ sao? Mày ai biết không? Mày chiếm bố, mày chiếm quần tao sao? Tao không cao nữa. Mày không chiếm quần tao đây. Không sao, sao không chết tục nha. Ai biết nhìn thêm. Mày cái tàu lớn nhất cái tàu nhìn thêm. Cái tên anh được rồi nhìn thêm à. Tao gì mà chứ giờ để dọn tao. Tao thì tao sao không vậy? Bà tụi lại. Chứ bà. Con người mày sống ác dữ mày. Ác luôn. Mày cái tay biểu xí quần tao. Cái tao mày nó ác dữ mày. Xí quần tao chi? Mày thấy người ta đói mà vui mừng lắm em. Ôi đi dìa. Đâu gào lên nữa. Mày miếng mới nhanh rồi. Không. Đó, tách mấy quê gỡ ra làm. Mày, giờ tách cái tách mấy quê cũng vậy. Tại vì cái đạo của ngày hôm nay ngày quan trọng lắm, ngày lớn mà. Mày thằng chó kìa. Mày lấy cái gì vậy? Tôi đang review nha nhưng mà tôi review gì? Biết cái gì đó kìa. Mày xem tiếng của tôi đáng quá. Trời ơi là mẹ tao thấy tự nhiên tao với mày ngầu ăn mà hai anh em nó ngầu vậy. Tao thấy bị gì à? Khó chịu á. Mình đừng có giờ ác nó lắng ác trong cái tâm thiện của mình. Ủa đi gì vậy? Tới là thôi mình nói sao. Mẹ mày hai tụi mày sống cuộc đời đây cũng như vậy. Trước sau cũng vậy à. Bốn nè. Dạ mình đang rồi. Đỡ gì. Quay lại mày sao mày? Tao nói mày màng tan mà dơ gì mà bo cái bạn. Đây đây đây. Quay lại nha các bạn. Trong đâu? Tao tao cái gì vậy? Đừng nói cho thằng Trung thì tao. Vô đây em tắt máy luôn này. Đừng nói cho thằng Trung. Em tắt máy rồi vô anh ơi. Mày hiểu không? Mày giờ mày biết chưa?
Ông già thì nghe tao. Chừng chết rồi. Ngồi đây, ngồi đây. Đúng rồi, đúng rồi. Nó đánh mấy chưa? Tắt rồi. Tắt lại. Chết. Mặt của em tắt rồi mà. Ê, ý là sao cái đức tin mà không anh mà anh người tham anh mà. Mấy em đưa đó được. Em giải. Sao đưa chị đó. Ngầu nhá đàng hoàng đi. Gì? Em cho anh hai cây luôn. Đó, anh cứ ăn đi. Anh đức tin rồi, trong mấy đức tin kêu đấy mà anh bên đạo anh mà sao? Chúng mới mày nói chay. Làm vậy. Vậy chứ ngày hôm nay tao không ai ngày rằm mà tao mày cũng ăn mặn sao? Mình nữ, nhưng mà ảnh là cha nữ đâu. Chuột con xuống. Sao tao ổn mày? Không anh ơi, em nói thiệt với anh không sao đâu. Mày mà sợ vậy anh ơi. Mày sao mày cứ đỡ cho ông anh chứ mày làm vậy mày? Tôi nói chú Tám. Tôi quay clip rồi. Chưa, nói chú Tám ông anh vốn ra xuống xe. Chưa anh. Mẹ bị điên rồi sao? Ông anh trộn nó, anh trộn không sợ vậy. Anh cháu quay lại chay. Cái miệng nhớt nhọt kìa. Mày khốn nạn dữ vậy, tao chưa ăn miếng nào. Ông nói tao quay lại chay. Tao chưa ăn, tao chưa ăn, tao quay lại. Ông nói tôi, ông đi lỏ sao giờ ông quay lại đây. Tao chưa ăn. Đây nè ông ơi, tôi cho nãy giờ tôi á, tôi không có tắt máy đây nè, ông coi lại trong clip này. Mày khốn nạn mày, tao chưa ăn nha. Tao chưa ăn mày tin tao không? Tôi gọi cho kiếm bảy luôn. Kiếm bảy mày gọi biết tao chơi. Tao chưa ăn. Mày mày tao nói tao chưa ăn nha. Con người ông sống lẹ vậy. Tao chưa ăn. Bữa nay là ngày gì? Mày khốn nạn rồi mày đi đi mày đi. Ê tao chưa ăn nha. Mày xuống đạn rồi ông, tao nhớ đi. Ông là đạo gốc á. Con đó tao chưa ăn. Ngày mà ông làm YouTube á là tao chưa ăn cái mày đi đi đâu không? Ông mang cái cây thánh giá ông xin Chúa. Mày đừng có giá nào đâu, tao đeo quá. Tao chưa ăn nào. Tôi anh ăn rồi, nó ăn rồi chứ anh sợ vậy. Không, tao chưa ăn mày nghe là tao chưa ăn. Ông không tin đâu, ông đi với tôi nè, tôi thằng bách léo này tôi lo. Không, không, đừng nói với tao. Rồi xong luôn. Mày đi mày. Giờ đi đâu vậy? Ông đi đâu vậy? Mày nó giữ miếng ông gì là tao mà đi miếng ông kìa. Bỏ có vào, bỏ có vào. Mày đi. Mày mà tụi cha. Hai này nó dùng tin quá. Đó thiệt á, mình lần đầu tiên mà anh Quốc anh bất chấp tất cả mọi thứ nhưng mà sao tự không nhiên. Không anh nha. Tao cũng bất ngờ. Bên đạo nó anh cây phe nghe. Không quan trọng lắm. Nhưng mà tao mày cho vậy thấy quá không mày. Không, cũng bình thường. Trời mình không ngờ luôn các bạn, anh Quốc anh Dương Bi đủ đức tin dã man luôn á. Không, clip bây giờ mình tính là mình không nghĩ là nó quan trọng tới mức độ là hai anh em nó phải như vậy. Mình không biết là mình cho những cái quá đáng không, nhưng mà nó chưa theo ý như mình. Dương Rìu nếu như ăn nữa thì mới hay nha các bạn. Nhưng mà Rìu nói thì không được, tại vì ăn là có tội ghê lắm. Nên không, clip mình dừng ở đây, mong các bạn thông cảm. Do I?